Miss Guyana. Người đẹp đến từ Guyana. And Miss Hong Kong SA. Người đẹp đến từ Hồng Kông, Trung Quốc. Miss India. Người đẹp đến từ Ấn Độ. Người đẹp đến từ Indonesia. Miss Ireland. Người đẹp đến từ Ireland. Miss Italy. Thưa quý vị, người đẹp đến từ Ý. Miss Jamaica. Người đẹp Jamaica. Đến từ Nhật Bản. Miss Kenya. Người đẹp đất nước Kenya. Miss Korea. Và bây giờ là người đẹp Hàn Quốc. Miss Kosovo. Người đẹp đến từ Kosovo. And Miss Latvia. Và bây giờ là người đẹp Latvia. Cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho những người đẹp trong những nhóm tiếp theo tham gia với phần thi trang phục biển. Ladies and gentlemen, let's welcome Miss Lebanon. Thưa quý vị, trước mắt chúng ta đang là người đẹp đến từ đất nước Lebanon. And now, Miss Luxembourg. Người đẹp đến từ đất nước Luxembourg. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước Macau. Let's welcome Miss Madagascar.
Trước mắt chúng ta đang là người đẹp đến từ đất nước Madagascar. Chúng ta đang được xem nhóm thí sinh thứ hai của cuộc thi Người đẹp áo tắm ngày hôm nay. And now, Miss Manta. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước Manta. Miss Martinique. Người đẹp đến từ Martinique. Mauritius. Trước mắt quý vị đang là người đẹp đến từ đất nước Mauritius. Miss Mexico. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước Mexico. Người đẹp đến từ đất nước Mông Cổ. Gentlemen, let's welcome Miss Nepal. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước Nepal. Miss Netherlands. Người đẹp Hà Lan. Và bây giờ là người đẹp đến từ đất nước New Zealand. Miss Nicaragua. Trước mắt quý vị đang là người đẹp đến từ đất nước Nicaragua. Miss Nigeria. Trước mắt quý vị đang là người đẹp đến từ đất nước Nigeria. Chúng ta cùng tiếp tục dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho những người đẹp tham gia với phần thi trang phục biển. Yes, ladies and gentlemen, please give up the big applause for the second group contestant tonight. And
now we welcome to the first of contestant tonight. Thank you all the misses.